Đây rồi, bà không đi nhỉ? Cái này là fly cap. À đi rõ đẹp. Đi phạm đi ăn đi chơi. Nó đứng cũng gần như con đứng. Nổ rung trời mà chẳng thấy gì. Đấy, cái quả này mới đẹp. Quả mấy quả đấy lại bị xịt. Cơ. Trăng đấy. Fly cam. Cái này không? Cái mà anh em biết cái máy bay máy quay, máy quay bay bay kiểu như là máy bay mà máy quay mà gắn trên cái chiếc khăn xong rồi bay cho đài truyền hình điều khiển đi. Máy bay của đài truyền hình VTV. Đấy, liệt ra liệt tiệt. Lúc nào nó cũng phải một vài quả nó quả xong bắt đầu nó mới rộ lên những đợt. Ấy, cái di chuyển đấy. Đấy, bắn này trông bị tịt nhiều. Các thông cảm, càng em lần đầu tiên bố có hoài. Người ta ngồi lên trên kia người ta xem. Sao kệ người ta. Chào nào lên rồi. Lên con thang rồi. Lúc này thì chào vào. Ngồi trên mái này thì xem rõ. Dưới chân vào. Màu chắc. Máy này đổ bê tông hết. Chạy như lòng bay như lòng quay tít nhỉ. Đấy, biết thế mang cái máy bay của nhà mình đi để dành à? Để dành cái máy bay bố để trưng trên nắp TV. Nó không rõ. Đấy, cái trái tim ngược ấy. Ngược. Ngạn lê trên đầu. Đây này. Ở đây mà cũng bắn được cái trái tim là giỏi rồi. Được. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Thích kìa, thích chưa? Biết rồi. Anh ấy nổi dồn rồi. Chẳng có một cái lúc luôn. Đi là 10 phút liền ạ. 10 phút liền nó dồn dã, thế cho anh Vân xem. Sao đổ pháo bắn lên tận 10 phút rồi. Đây là một cái con vẫn còn lắm ấy nhờ. Làm gì không có tiếng. Bây giờ mà có chỉ... Từ nãy giờ mà có 10 phút rồi. Rồi còn 1 tiếng để bán cả Sapa. Bây giờ chỉ lấy là 20 phút. 10 mấy phút thôi. 20 phút. Không đến 20 phút đâu. 15 rồi. 15 phút. Mấy con này xịt quá. Nhỏ quá. Chúng bắn giải ra thì nó kéo dài. Đây này nó đẹp đẹp đẹp. Ôi trời ơi. Này. Đây những lúc này cần